Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Review cho các bạn xem quân tên của Nam Phong Nam Điền này. Nam Phong mà chúng tôi tiếp tục review những cây quất thế này, ở vườn quất thế của nhà vườn Thanh Hường. Tiền Phong, Vạn Diệp, Nam Phong. Rất nhiều dáng đẹp nha. Ký là họ ký là họ để cái biển kia à? Review quốc thế đây, rất nhiều dáng đẹp nha. Chú khác à? Đây ông lôi ra đó. Đó. Tất cả nó đều trong bầu vậy đó. Anh chuyên đánh đấy. Chuyên đánh. Quả mọng đẹp vậy. Ừ. Cây này cũng có hoa rồi. Cây này có tên rồi đó. Cái đây là cái ván rồi đó. Những cái biển biển đeo biển, biển thôi. Cây này nó bao tiền, như cây này nó bao tiền. Cây có biển đây này, nếu nói mà cây khỏe là cây đây này. Giống người người ta mua cây đây này. Tháng 10 ấy. Mua từ tháng 10. Vâng. Hạt quả hãng xanh lét. Đấy, nếu mà để nó mà nó không may nó chết chết mình thì chịu à? Không chết làm sao được? Chết chủ chịu. Đến lúc có quả đẹp. Chết được. Cây này cũng có bán rồi. Đây toàn những cái cây mình ưng thì đã phiếu hết rồi. Rất nhiều cây quất dáng đẹp đã có chủ. Các bác không nhanh chân là hết quất đẹp. Cây đẹp là có tên hết rồi. Đấy là biển thôi, còn cây đấy là họ đặt hết rồi. Cái cua giấy là đặt rồi đấy. Nhiều cây đẹp quá mà. Rừng quất. Họ đặt rồi, cứ cây có cái đấy là đặt rồi. Chắc nó tầm nó dưới 1 triệu. Như cái đây nãy ông bảo 1 triệu. Hầu như là trong được đập rồi nó có tên. Mình đã thấy được là họ đã được xong từ bao giờ. Đây là họ đặt trước 2 tháng rồi đấy, từ lúc quả còn đang xanh lét. Chết là mình chịu, nên là phần thiệt là chết mình chịu. Vậy thì còn bán gì nữa không? Chết là mình đặt chịu. Hết rồi còn nó. Còn đây kìa. À? Chủ bảo hành vườn người ta bảo hành đến khi đánh. Vườn mà chết thì đây là chịu. Tức là ví dụ như vườn quả thì ví dụ đặt đặt vậy đúng không, ví dụ cây nó làm sao thì là chủ mình chịu thì đương nhiên rồi. Đây đặt tiền trước rồi gọi là cái bảo cứ ra đi bảo hành cho.
giá cây của bác đã. Cái này bác mua bao nhiêu? À, 1.3 triệu đặt một tháng rồi đấy. Ừ. Triệu rưỡi bác có bán không? Không bán. Bán luôn. Lại không bán. Cây của bác á? Ừ. Đây bác mua cây này á? Ừ. Yeah. Cây 1.3 triệu bây giờ lại không bán. Cái ông chủ đi đâu nhỉ? Toàn đi đâu hả? Chắc sang bên kia. Ngắm đây. Ra giờ mình chọn cái cây này. 1.3 triệu vậy, về mình thì nó vào bao nhiêu? Vào 2 triệu xe chở nữa. Đây là nhà vườn Thanh Hương chuyên quất thế Nam Phong. Cái đấy hơi nhỏ nhỉ? Dạ. Cái đấy hơi nhỏ. Hơi lộn nhỉ? Ừ. Nhưng mà được cái ba chạm. Cái này bao tiền? Cái này có biết đâu. Đây, không biết đâu. Đi xem đi. Đi xem đi. Ông bán ở dưới kìa. Ông kia là ông bán không ở đấy. Kia là ông đánh thôi. Ông kia là chỉ quyên đánh thôi. Chỉ nhận đánh thôi. Đây như cây vừa giờ đấy là 1.3 triệu đấy mà đặt từ trước đấy.